cá giác đồng quê, ai đi xa cũng nhớ. Du lịch Huế, đứa bạn vừa xuống sân bay Phú Bài liền gọi. Mi kiếm cái quán mô hay ngồi chút, mà có phải cá giác đó nghe, tao thèm cái món đi quá chừng. Cũng may là món cá giác ở Huế không khó tìm. Mùa gặt, khi những thửa ruộng sát với những con đường làng vừa cắt lúa xong, chân ruộng vẫn còn đọng nước, sền sệt bùn non là nơi trú ngụ của loài cá giác. Cá giác là loài cá trơn, sống dưới bùn giống mấy loại cá lẩu, cá măng ở suối. Quê mình không gọi là đi bắt cá giác, mà là đi đào cá giác, bởi cứ dùng tay đào bùn là cá giác hiện ra, cứ thế dùng hai tay bụm lại cho vào oi. Cá giác sống nhiều nhất ở những thửa ruộng sát với đường làng có bóng cây che mát cả ngày. Con to khoảng bằng ngón chân cái màu vàng ươm, con nhỏ cũng bằng ngón tay. Ai nhanh tay, sát ngư thì khoảng một tiếng đồng hồ đã có gần gỗ cá giác đầy. Cá giác được chế biến thành nhiều món ăn, từ cá giác kho khô với ớt, cá giác chiên tẩm bột chấm nước mắm. Nhưng ngon nhất vẫn là món canh chua cá giác. Đó là món khoái khẩu đồng quê, ai đi xa cũng nhớ. Và sau này, nó đã phát triển thành món lẩu cá giác, nơi các quán nhậu đó đây từ quê đến phố. Những người dân làng Cái Môn cạnh làng mình là những người sành ăn với hai món đặc sản của quê hương là con dông trên đồng và con cá giác dưới đồng. Họ làm bẫy bắt dông về nấu canh với mướp đắng và dùng rổ xúc cá giác về nấu canh chua. Trẻ con làng tôi hay đọc câu vè: Phù Lai đang rổ đàn tràng, Cái Môn xúc cá hai làng ăn chung. Mỗi khi thấy những người phụ nữ làng Cái Môn về tận làng mình mang oi, cầm rổ đi xúc cá. Họ thường đi xúc cá vào buổi trưa đến chiều, tay cầm rổ, bên hông đeo một cái oi để đựng cá. Cái rổ xúc cá được đan thiệt sâu, thiệt chắc, để người xúc cá có thể đặt vào các chỗ nước ngang bắp chân, rồi dùng chân kia sủi nước, bùn cho cá chạy vào rổ. Tất nhiên, mỗi lần xúc có đủ các loại cá, tôm, cua, nhưng quý nhất vẫn là cá giác. Mình nghe nói người dân làng trên còn phơi khô cá giác đóng bao bì, gửi cho người làng ở phương xa như một món quà quý giá của quê hương. Đặc biệt, họ còn biết cách dự trữ cá giác bằng cách xay cá giác khô thành bột cho vào hũ. Mùa đông đến, mỗi khi nấu canh, bà nội trợ chỉ bỏ vài muỗng là món canh chua có vị cá giác ngon tuyệt. Lâu rồi không còn thấy lại hình ảnh người đi xúc cá ở những chân ruộng ao hồ. Có lẽ cái nghề xúc cá ở quê đã không còn vì cá ít dần và cả những phương tiện đánh bắt thủy sản hiện đại và hủy diệt hơn đã làm cho bao nhiêu loài cá xứ xa dần đồng ruộng, ao hồ. Không biết bữa ni, sau mùa gặt cá giác có còn ẩn nấp nhiều dưới những lớp bùn non chân ruộng không nhỉ? Hay cũng như lũ trê, rô, cá giác đã thành món hiếm của đồng quê rồi. Trưa ni, thưởng thức món lẩu cá giác ở quán cùng người bạn mà răng không có cái vị béo bù như xưa, nên cứ ngờ ngợ là cá giác nuôi, chứ không phải cá giác đồng quê tự nhiên, như vẫn thường được ăn trong mỗi buổi cơm mạ nấu, nên cảm giác không được ngon cho lắm. Theo Phi Tân,